Bình mới chào cô chú anh chị. Hôm nay Bình đến thăm một hoàn cảnh cũng giống như là mấy anh YouTuber đó cũng có chia sẻ. Thì một người chị thì cũng mới có bốn mấy hay là ba mấy tuổi đó cả nhà, thì cũng có đời chồng là cũng khoảng là 15 người đời chồng. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà để hỏi thăm sức khỏe của chị như thế nào ha cả nhà. Đây là cái căn nhà của chị hiện tại bây giờ là đang ở. Thì căn nhà này thì mình thấy là cái căn nhà tình thương ha cả nhà. Thì bề ngang là 4m, thì chiều dài chắc có lẽ là 8m, thì nối ra cái phần nhà sau thêm một chút nữa nè cả nhà. Thì nhà này cũng chắc cũng hơi lâu rồi ha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong để thăm hỏi sức khỏe của chị như thế nào ha cả nhà. Em chào chị. Cho em xin gắn máy nha chị. Dạ. Chị có thể là cho bà con cô bác được biết tên chị tên gì không chị? Tên Chi. Chị Chi ha. Chị dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 32. 32 tuổi ha. Dạ. Thì em có nghe thông tin mấy anh YouTuber chia sẻ đó. Thì chị hình như là được bao nhiêu đời chồng hả chị? 4 đời. 4 đời chồng hả? Dạ, mà tại người ta ở ngoài người ta nói thêm vậy. 4 đời chồng. Ủa tại sao mà mình mới có ba mấy tuổi mà mình có chồng nhiều vậy chị? Thì nói chung mà hoàn cảnh nghèo, nhưng khi cũng kiếm để mà cuối cùng chồng nào cũng về đánh đập hết trơn. Tức là chồng nào cũng tính tình không tốt hay sao hả chị? Dạ. Vậy là 4 người chồng thì mình có con này kia không hay sao chị? Dạ có. Mỗi một người chồng là đều có một người con hay là sao? Dạ có đứa con trước này đứa con sau thôi. Được con trai không hay là con gái không hả chị? Dạ đứa trai đứa gái. Đứa trai đứa gái. Mình là con trai lớn hay là con gái lớn hả chị? Dạ gái lớn. Gái lớn của chị á, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 13. 13 tuổi à? Dạ. Dạ. Rồi con trai nhỏ. Trai nhỏ được 9 tuổi. Thì hiện tại giờ cái bé có còn đi học hay là như thế nào không chị? Dạ bé cũng đi bán số phụ mùa hè. Ủa mới có 13 tuổi hả chị kêu bé đi bán vé số hả? Tại bé thấy em bệnh xỉu hoài em bé đi bán phụ luôn. Tại em lúc này em bệnh hoài, em xỉu hoài. Sao thấy tướng của chị cũng sức khỏe đầy đủ mà sao chị lại xỉu? Uống nhờ thuốc nam không, hút thuốc nam về uống. Hút thuốc nam về uống hả chị? Dạ. Vậy là cái sức khỏe của chị thì nắng mưa thất thường hay là sao? Dạ. Nhưng bữa cũng mệt hoài. Mệt rồi nhầm khi xỉu dọc đường người ta trở lên bệnh viện người ta bỏ nó thôi. Vậy luôn hả? Dạ. Bỏ rồi. Cho bệnh viện vậy đó. Dạ. Bây giờ chị cái công việc của chị hàng ngày đó là đi bán vé số hay là sao? Dạ bán vé số. Mỗi một ngày vậy mình bán bao nhiêu tờ hả chị? 100 mấy hả? 100 mấy hả? Dạ. Tại lúc này xỉu hoài không có lấy được nhiều. Vì bé lớn của chị đi bán vé số đó là bán mấy tờ? Bé nhầm bữa bé hết cũng 60-70. 60-70 cũng là kiếm thêm một phần nào đó để giúp cho chị ha. Dạ. Thì hiện tại bây giờ cái trong cái cuộc sống của chị đang sống cùng với ai như thế nào hả chị? Dạ người mẹ nằm tai biến. Vậy là chị có một người mẹ hay hiện tại bây giờ 4 đời chồng thì không có một người nào sống cùng với chị hết hả? Dạ không. Không luôn? Dạ. Rồi mình tính đi thêm mấy một cái bước nữa hay là không? Em suy nghĩ không. Sao vậy? Tại em ở vậy nuôi mẹ nuôi con. Tại vì toàn là người nào cũng đánh đập này kia không. Thì lỡ như cái mình đã đi được 4 bước rồi đúng không? Mà bây giờ mình đi thêm một bước nữa là bước thứ 5, lỡ như người ta cưng chiều mình thương yêu mình nhiều hơn thì sao chị? Em thấy ít lắm. Ít hả? Dạ. Thì bây giờ chị có thể là cho em xin phép để vô trong nhà được không? Dạ được. Dạ. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng vô trong nhà cùng với chị ha. Thì nghe nói là chị có một người mẹ bị bệnh tai biến cũng rất là lâu rồi. Xích dầu gì mà quá tải. Mời cả nhà vô ha. Đây là trong cái căn nhà, các căn nhà tình thương. Công vậy hưởng sai ngọn gì. Ngàn mét này. Dài để cho vậy đi ơi, mãi nó vậy. Cả nhà. Dạ, con chào bà. Chào chú. Dạ, con chào bà. Ô, đây là mẹ. Dạ, chị. Mẹ. Đây là mẹ. Mẹ của chị bị bệnh lâu chưa? Dạ cũng 3-4 năm. 3-4 năm hả? Dạ. Tức là đầu tiên là bị như thế nào mới bị bệnh này? Dạ mẹ ban đầu cũng bị dạng như tiểu đường á. Tiểu đường thôi? Dạ.
Mình có lúc đó mình có mua thuốc uống hay là như thế nào không chị? Dạ cũng có lúc em có tiền, em đi làm công ty có tiền thì cũng mua thuốc uống này kia, sao em hết tiền. À sao hết tiền? Thì lúc đó là tại vì một phần á chị là lo cho hai đứa con nữa, mình lo cho bà nữa. Chị được bà được mấy người con hả chị? Dạ bốn, còn mất người còn ba. À còn ba thôi ha. Dạ. Còn hai người kia cũng ở gần đi không hay là sao? Dạ xa, cho mình Dương với Vĩnh Long được không? Ồ xa lắm ha. Dạ. Rồi có thường xuyên liên lạc rồi ghé thăm bà không? Dạ không, ít lắm. Ít lắm hả? Nhầm khi một năm về là nhầm khi mấy năm nay em về sống đây em che cái trời tới giờ là chỉ anh thứ ba về được một lần. À dĩ à? Dạ lần hai lần rồi. Dạ thì bà giống như mình nói chuyện bà có nghe được không? Dạ nghe được. À nghe được, vậy em xin phép chị em trò chuyện cùng với bà xíu được không? Dạ được. Rồi bà sao mà mình để bà nằm ở bển nhé, sáng để nằm ngay giường hết chị? Tại mẹ nằm ngay chỗ đó là dễ tiện, mẹ để giấy vô thùng á. À tức là bà nói chung là vệ sinh này kia một mình hay là sao? Dạ không, chỉ đợi em về mới được, mẹ không có lăn qua lăn lại được luôn. Mẹ tắm rửa để mẹ sao lên nằm vậy luôn. Tức là cơ thể không cử động nổi hay là sao? Dạ không, liệt nửa bên mình luôn á. À xương con nó cứng đau lắm luôn à. Còn xương luôn. À thôi vậy em cũng xin phép chị em để trò chuyện với bà xíu ha. Dạ. Bà ơi. Dạ cho con xin hỏi xíu. Dạ, bà tôi cảm ơn chú nhiều lắm. À bà ơi, bà có thể là cho bà con cô bác biết tên bà tên gì không nè? Dạ Nguyễn Thị Bé Năm. Ồ bà Bé Năm, năm nay bà nhiêu tuổi rồi nè? Năm nay 71 tuổi. Ồ 71 tuổi rồi ha. Bà được mấy người con nè? Bốn người con. Ừ rồi cuộc sống hàng ngày bốn người con rồi ba người con kia có ghé thăm bà không? Ba người kia không có. Không có ai ghé thăm bà luôn? Có lần thứ hai. Sao vậy, sao lại vậy bà? Hả? Rồi sáng giờ bà ăn uống gì chưa? Chị nó mới về cho ăn cháo. Ồ cháo nè hả? Ôi cháo lạnh ngắt rồi mà bà. Cháo lạnh rồi sao mà nguội hết rồi, sao mà dùng được? Chị nó mua cho hộp cơm ăn đi, nó không mua. À tôi mua hộp cơm thì chị không có mua. Rồi bây giờ chị thì mua cháo cho bà. Cháo nhỏ là không. Rồi tôi múc cháo đổ trong miệng phòng cổ. À vậy hả bà? Rồi lát nữa ăn dùm cháo xong rồi có uống thuốc vô không bà? Thì chiều nó về nó mua cho thuốc. À thì hiện tại giờ bà cũng dạ, uống thuốc mỗi ngày hả? Hiện tại bây giờ bà cũng uống thuốc mỗi ngày hay là sao bà? Rồi bà được mấy người cháu rồi? Dạ không nhớ. Không nhớ hả? Ly Nhi không nhớ. Ồ Ly Nhi không nhớ hay cả nhà. Thì bà nằm với chị thì cũng 3-4 năm hay sao hả bà? Nằm được 1 năm tới nó khiêng về đây. À nằm ở đâu? Nằm được 1 năm ở rồi. Nằm được ở Vĩnh Long. Rồi cái nó đưa đi Đại Ngãi. Nó đưa về đây, dọc đường người ta bắt vô Đại Ngãi cách ly. À Đại Ngãi cách ly hả bà? Thì bây giờ về đây sống cùng với chị là người thứ mấy hả bà? Nó là thứ năm Út. À Út hả? À thường thường người ta cũng có nói một câu là Út giàu Út hưởng, Út nghèo Út chịu hả bà? À, nó cứ khóc hoài, nó nói nó không có chịu gì hết trơn. Là sao? Sao lại khóc bà? Nó cứ khóc hoài, nó nói nó không có tiền nuôi bà. Ồ, không có tiền nuôi bà hả? Rồi bà đâu có tốn tiền gì đâu mà nuôi. Rồi bà thường thường bà đi khám bệnh, lấy thuốc này kia bà có bảo hiểm không? Có bảo hiểm mà không có khám. Có bảo hiểm không có khám. Rồi mình lấy bảo hiểm đó mình đi xin thuốc uống được không hay là sao bà? Xin thuốc được không? Có khi xin thuốc. Có khi xin thuốc. Có khi không hả bà ha? Ở nhà
Thì sao sao con gái của mình nó là phải khóc hả bà? Người Úc á, người con gái Úc á sao phải khóc hả bà? Ừ. Khóc hoài chú ơi. Nó nói nó nuôi không nổi, mấy là nó không quan tâm. Khóc hoài là nuôi không nổi hả? Sao vậy? Sao phải nuôi không nổi? Bà đâu có tốn tiền gì nhiều đâu hả bà? Bữa nào giờ này nó không về nhà, bữa nào cháu chạy qua bà cháu lo thủ thân đi, nó đi làm gì vậy rồi? Hai đứa nhỏ nít, đứa 10 tuổi, đứa 7 tuổi. Nó cầm cái tô đi xin cơm. Đi xin ở đâu bà? Xin bà cháu. Trời ơi, giống như chị đi bán chưa về hay là sao bà? Đi xin cơm cho bà dùng hay là sao? Xin cơm cho tôi ăn. Trời ơi, người người ta có cho không bà? Cho. Thử có cho đồ ăn không? Có khi cho cứ cá, có khi cho chút thịt. Ôi, chị đi đâu mà không nấu cơm làm đồ ăn cho bà dùng? Đi tới giờ này nó mới về chú ơi, đói bụng muốn chết. Ồ, đói bụng hả bà ha? Sao trước khi đi sao chị không nấu cơm cho bà dùng vậy ta? Xong tới tiếng người ra xong ai thăm xin tiền. Xin tiền 5 ngàn, 10 ngàn chứ nó xuống nhà hàng nó mua bánh nhang. Xuống nhà hàng luôn hả? Dạ. Dạ nó đi. À, ghe hàng. Xin lỗi. Dạ. Ghe hàng để mua bánh, canh mua bánh cho bà dùng hay là sao? Thấy cũng thương đó cả nhà. Rồi giống như mà chị không có mua này kia cho bà dùng thì sao hả bà? Đông khóc lên là chú ơi. Dạ. Đông khóc. Đi bà. Nói chung là tiểu tiện này kia thì một chỗ đó ha cả nhà. Thế bà không có đi đâu được ha cả nhà. Rồi còn tấm hình ở trên là ai vậy bà? Ông xã tôi hồi đó, ông bị tai biến ông chết. À, tức là ông xã hồi đó cũng bị bệnh rồi ha bà ha. Thì cũng mất lâu chưa bà? Ông chết 10 năm hơn rồi. À, mất 10 năm ha cả nhà. Thì nhà này mình cắt lâu chưa bà? Dạ, bên Trần Đề giờ lại cho. À, bên Trần Đề cho hả? Nhà này cũng lâu lắm hả ông bà? Lâu chưa? Cắt được 4 năm năm rồi chú à. À, 4 năm năm rồi ha. Thì mưa lại nó có tạt có gì không đó bà? Tạt vô lạnh lắm chú ơi. Có đầu tạt ướt. Không? Tạt vô đầu ướt á nha. Ủa tạt đường nào ta? Đường cửa cái à. Đường trên nào? Thấy đâu có. Cái lỗ á. Đâu có đâu. Mưa dòng khi lớn rồi nó tạt. Mấy không con. Vậy luôn hả? Dạ. Ở trên á. Rồi vậy con cảm ơn bà ha. Dạ cảm ơn chú nhiều dạ. Lắm. Chú gửi chú cố sắc luôn nha. Dạ. Ê, ôi chị, sao em nghe bà nói á, chị đi bán nghe vé số hay là như thế nào đó, giấc sáng á, mình không có nấu cơm này kia cho bà dùng gì hết chị? Nhầm bữa em xỉu nằm bệnh viện mấy ngày á, nằm khi nằm gần nửa tháng rồi mới về, có bé gái ở nhà. Bé gái chỉ có 13 tuổi thôi làm sao? Dạ, nhầm có 13 tuổi mà nhầm bữa nằm bệnh viện nó xa không có về được. Nhầm khi nằm bệnh viện mất tỉnh cũng 2-3 ngày mới tỉnh cũng có. Người ai chăm sóc chị lại? Nhầm khi nằm trong bệnh viện, nhầm khi mượn người ta tỉnh thì mượn người ta mua dùm miếng gì ăn vậy đó. Mình không có người thân chăm sóc hay sao? Không có ai. Con thì còn nhỏ. Dạ. Chăm sóc bà. Dạ. Còn chị lâu lâu bị bệnh như vậy rồi giống như mình xỉu rồi thì vé số rồi tiền bạc mình thì sao hả chị? Nhầm bữa xỉu, nhầm bữa cũng vé số này kia ôm. Nhầm bữa đại lý bệnh viện gần thì đại lý lấy phụ nhầm bữa. Nó chuyển đi tiếng trên là không có phụ được. Mấy ôm. Gì luôn hả? Dạ. Nhầm bữa chuyển đi Cần Thơ nữa. Trời. Rồi người ta trong bệnh viện thì người ta nói là chị bệnh gì? Bệnh tim á. Tim hả? Dạ. À, tim lâu lâu thì chị đi ngoài nắng nhiều á cũng khó hả chị ha? Ừ.
mới đi bán nhầm bữa xíu hoài, nguyên ngày nhầm khi xíu hoài luôn cũng có nữa. Cực khó ha chị ha. Ở nhà nhà mình hồi đó cũng nuôi cha, hồi nhỏ cũng nuôi cha mình ên đó. À. Cũng cha tay biến 8 năm trời em nuôi không á. Mà anh đi làm sao khi gửi 100, 200. Hồi đó em biết bà học bà cô anh nuôi á. Giờ tới mẹ cũng em nuôi không. Dạ. Thì cái nhà ở đây á, đất ở đây là đất của mình hay là đất của người ta? Dạ hồi đó nhà mẹ còn miếng đất nhỏ vườn này vòng vòng ở đây. Còn cũng vậy là đất này là đất của mẹ của chị. Dạ. Cho nên giờ qua đây sinh sống hả chị? Dạ. Thì đất cũng gần cái sông lớn. Dạ. Cũng rất là khó hả chị ha. Ừ. Với trở lại cái cho em xin phép là vô trong cái căn nhà của mình quay sơ một vòng được không chị? Dạ được. Dạ, chị có thể là dắt em đi vô một vòng được ha. Ừ. Em mời cả nhà đi vô trong tham khảo một vòng ha. Ồ, cái chỗ này nó bị nứt sao vậy chị? Dạ nó nứt. Làm rồi cái nó nứt. À, làm rồi cái nó nứt ha. Dạ. Đây là trong cái căn nhà, ở đây là trong phòng của chị ha. Dạ. À, trong phòng rồi đóng tôn vậy ha cả nhà. Đây là toàn cảnh nhà sau. Ồ, nhà sau thì đá quá trời vậy chị. Thế em cũng mướn người ta lại đập đá cho đỡ sình vậy đó. À, tức là mình lót đá này cho đỡ sình nhưng mà đau chân lắm hả chị? Dạ, cũng mấy chịu mang dép đi vậy đó. Đây là, cái này là cái phòng hay là sao? Cũng cái phòng. Hả? Cũng phòng, cũng bé. Phòng tắm hay là gì? Phòng ngủ. Ủa, phòng ngủ luôn hả? Dạ. Ủa, sao mình khóa cửa hết vậy chị? Tại bé gái lấy chìa khóa đi anh. À, bé gái ở trong này ha. Dạ. Bé gái năm nay 13 tuổi hả chị? Dạ. Ủa, mà mình nấu nướng như thế nào? Cái bếp ga cũng cũ xè mà không ngày nay chưa mua nữa, không ngày nay tại em cũng nằm bệnh viện cũng hoài chưa có gì hết trơn. Không ngày nay cũng nằm bệnh viện cũng mới gì á. Ui, sao bếp ga này chị không la chùi ra chị, em thấy nó lên ten quá trời nè. Tại không ngày nay cũng có nằm viện á. Nằm viện hoài mà không có gì dọn dẹp gì hết trơn. À, rồi cái này trong cái nồi này có gì ăn không? Không. Em mở được không? Em cũng mới về có cái nước không ở trong đó. Trời ơi, nữa. Có nước không vậy? Ờ, bé trai nó ở nhà không quạt gì đó. Ôi ơi, quá trời luôn rồi cả nhà. Em không ngày nay đi nằm bệnh viện mới. Cái này viện. Là cái gì? Thùng gì vậy? Thùng nước đó, thùng nước, nước mưa. Nước mưa mình hứng để gì uống hả? Dạ. Hay là để xài? Để xài đồ nấu canh nấu này kia vậy. Ôi, nấu canh nó nướng này kia uống hả? Dạ. Trời ơi, rồi mình không có lưu hay là không có gì hết hả? Cũng có mà, tại bị em không ngày nay cũng nằm bệnh viện, em chưa dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn á. À, vậy là mấy ngày nay chị cũng nằm viện cả nhà, cho nên là không có dọn dẹp nhà cửa được. Thì nhà của chị là chỉ còn mấy cái son đơn sơ và mấy cái chén mình không có hả chị? Nói chung mà không ngày nay em nằm viện chưa gì hết trơn. Nãy giờ tính về dọn dẹp mà chưa. À, thấy không có cái chén hay là như thế nào, đôi đũa mình thì chỉ còn có 1-2 đôi rồi cả nhà. Wow, vậy là mình nấu cơm ở đây vậy đó chị. Rồi thùng gạo, mà gạo của mình còn không chị? Còn bữa hổm người ta từ thiện á, người ta cho. Đây là thùng gạo hả? Không có thùng gạo, trong buồng á. Trong buồng hả? Còn dạ. Này là thùng gì? Cái thùng nước đá này. Rồi không. Sáng giờ mình chưa có nấu cơm gì luôn. Dạ, mẹ ăn mì với ăn cháo đỡ. Rồi tính một hồi nữa hết cái số mới con về. Á. Hai người con thì sáng giờ cũng đi ăn ở ngoài á. Mua đồ ở ngoài ăn. Mua đồ ở ngoài dùng rồi? Dạ. À. Ôi, con kiến nó vô quá trời nè chị. Kiến vô hũ đường. Ừ. Nói chung không ngày nay là cũng xỉu tới xỉu lui hoài, đâu chưa dọn dẹp gì hết trơn. Dạ, thì thôi, mà cũng xin phép mời cả nhà ra nhà trước ha. Rồi, em cảm ơn chị đã chia sẻ cho em được biết ha. Đây, ra nhà trước đây. Bà thì cũng nằm một chỗ rồi cả nhà, mấy năm trời rồi. Thì nãy giờ đó em chia sẻ chị, em mới biết hoàn cảnh của chị. À, thật sự nói cũng rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì chị em cũng rất mong là chị trước khi chị đi buôn bán vé số á, thì chị nấu cơm nước này kia, các con của chị ở nhà đó, thì có gì đó thì múc cho bà dùng.
hay là làm đồ ăn sẵn hả chị? Dạ. Chứ mình chỉ là kiếm tiền bỏ đó thôi cho các em nhỏ. Cũng với cho bà mình đi kiếm tiền nấu mà. Nhầm khi khuya cũng có, nhầm khi mẹ cũng có lẫn nữa đó. Nhầm khi cho mới cho mẹ dùng liền, mẹ nó không có cũng có. Nhầm dạ. Bữa mẹ lẫn, nhầm khi em bị em đứng có buổi mẹ không nhớ em. À, đôi khi bà thì lớn tuổi đôi khi dạ. Không nhớ. Dạ. Dạ. Thì em cũng rất là chân thành cảm ơn chị. Thì bây giờ em cũng không có gì, em cũng xin trích cái tiền túi của em gửi cho chị là 200.000 để giống như là mua đồ ăn này kia, thuốc này kia cho bà ha chị. Cảm ơn. Dạ. Thôi em chúc chị và bà luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và chị luôn luôn mua may bán đắt mau hết ha chị ha. Dạ. Em cũng rất mong là chia sẻ video này lên được của chú anh chị trong nước ngoài nước được biết đến hoàn cảnh của chị và bà hiện tại đang cuộc sống như vậy ha. Dạ. Rồi em chúc bà con chú bác luôn luôn vui vẻ, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo ha. Em chào tạm biệt, bye bye cả nhà. Dạ.